Welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. Hello, hello, welcome back, and we are going to play a game with the topic of types of nuts. Okay, let's go. I do. Who first? Cô Hà đi. Hạt nhân thường có trong cái chè gì? Sữa hạt nhân. Có chè gì đó, chè gì mà người ta bỏ hạt nhân? Chè không, chè người ta không bỏ chè của mình. Đúng rồi, chè của mình. Cắt nát luôn. Hạt chè, hạt dẻ, hạt dẻ, hạt dẻ cười. Những người mà ốc chó là những người mà ngu lắm. Không thì thông minh nhưng mà ăn hạt ốc chó lại thông minh. Đúng rồi. Tại vì nó nhiều DHA. Cái gì đây? Hạt dẻ. Dẻ bình thường á. Đi ngoài đường thấy người ta kiểu trộn với cát. Nhưng mà ở ngoài đường Nó giống vậy. Có hai loại dẻ hay sao á? Có hai loại hạt dẻ. Cái loại mà bự á, hạt dẻ Thái Lan là người ta trộn với cát, người ta nấu ở trong cát. Đúng rồi. Đó là hạt dẻ Thái Lan. Hạt sen, 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 hạt sen,
hạt lanh này người ta ép làm dầu lanh luôn á. Dầu lanh. Dầu, dầu lanh có nghĩa là dành cho những người nào muốn giảm cân. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là tốt các kiểu. Hạt này biết nè. Cái này hình như là hạt chia. Đúng rồi, hạt chia. Anh nó giống như cái hạt hạt é. Nó giống như hạt é ở Việt Nam. Nhưng mà tốt không? Hạt chia hả? Finally. Đây này là quá phê nè. Fan nè, big fan nè. Cà phê á. Đúng rồi. Để cũng nói gì đó mà ra cà cao này biết không? Cà phê đi. Cái này có phải giống quả hồi để nấu phở không? Hồi, đúng rồi, hồi. Mà nó là hạt phải đó. Em nghĩ hồi đó là sa chi hả? Sa chi là hạt gì vậy? Hạt sa chi dùng để nấu món ăn thôi, thức uống. Sa chi là mình không biết. Chưa bao giờ thử. Hết rồi. Okay, finally it's done. And so we hope that you enjoy the game with us and also learn some nuts in Vietnamese. Okay, so bye bye. See you next time. Bye bye. Thousands of Vietnamese learners have successfully achieved the goal of learning Vietnamese with SVFF. You can do it too. Join us for a free 30-minute trial here.